Vui được gặp lại quý vị trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng, thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy, dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cụm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình, tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc vì mọi manh mối đều bị đốt thành tro. Song từ đống tro tàn đó, công an đã phục dựng được manh mối quý giá, lật tẩy tội ác của kẻ thù ác. Và cuốn nhật ký trong đám cháy đã vô tình tố cáo, giúp công an bắt được tên sát nhân mang quốc tịch Hàn Quốc. Chi tiết gì đã vạch trần tội ác của gã sát nhân này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2008, chủ bãi vật liệu xây dựng ở khu Đông Nam, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội trình báo đến công an quận Cầu Giấy về việc phát hiện thi thể bị đốt cháy đen. Nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội xuống phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân giữa đám cỏ mọc ôm tồm đến ngang đầu gối. Tử thi nằm co quắp trên đống gạch vụn, bị đốt cháy toàn thân, lộ xương mặt, sọ, xương chân, khó nhận dạng. Nam nhân bị nhét trong một chiếc vali có khóa kéo, kích thước 80 x 60 x 40cm. Ngoài thi thể nạn nhân, trong vali còn có nhiều vật dụng khác bị lửa thiêu rụi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1,5m, tóc nhuộm màu nâu dài chấm vai, dây buộc tóc màu vàng, mặc áo màu vàng có chun ở giữa, không mặc quần. Trước khi tử vong, nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tình dục. Nạn nhân tử vong do ngạt cơ học trước khi bị đốt xác phi tang. Cách vị trí thi thể khoảng chục mét phát hiện một vỏ chai nước 7-Up loại chai nhựa 1,5 lít, còn nồng nặc mùi xăng. Theo thông tin từ báo cáo điều tra, hôm trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, trời Hà Nội mưa to. Nhưng điều kỳ lạ là khu vực hiện trường chỉ mưa lất phất. Vì thế, dù đã hóa than nhưng nhiều đồ vật bên trong vali vẫn được giữ nguyên vẹn. Công an tìm thấy trong đó một chùm chìa ba khóa, bấm móng tay, một điện thoại di động đã chát, một chiếc ví nhựa có 1.500 đồng tiền xu. Tiến hành khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ, cảnh sát phát hiện một cuốn sổ có bìa da màu nâu bị cháy rụi, song vẫn còn nhìn thấy một vài chữ. Tiến hành xác định khôi phục nội dung chữ bên trong, tuy nhiên công tác giám định gặp khó khăn vì cuốn sổ chỉ là một nắm tro giấy. Chỉ một sơ suất nhỏ trong lúc giám định cũng có thể khiến cho nó vỡ vụn. Các giám định viên phải sử dụng loại keo xịt gôm thông dụng làm vật dẫn khiến cho các tờ giấy đã thành than hóa cứng lại. Tiếp đó dùng banh bóc từng mảng nhỏ. Rồi các mảnh nhỏ ấy được ghép lại với nhau, đưa lên máy soi chiếu phát quang chữ viết. Đến trang cuối cùng, các giám định viên phát hiện có chữ tượng hình kiểu Hán tự và một số chữ tiếng Việt. Chụp ảnh lại trang viết đã hóa than này, những dòng chữ âm bản nổi lên được các chuyên gia xác định là chữ Hàn Quốc. Nội dung được xác định là: tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam. Tôi đã cùng người chết đến HCCB. Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi. Dưới dòng chữ đó còn có một số chữ tiếng Việt khác giống như của người vừa mới học tiếng Việt. Từ các manh mối thu thập được, công an xác định nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi bị giấu vào trong vali và chuyển đến khu vực trên đổ xăng và đốt phi tang. Hung thủ sát hại cô gái trẻ đã tính toán vô cùng kín kẽ, từ việc mang thi thể ra đốt đến việc phi tang toàn bộ chứng cứ. Nhưng hắn không thể ngờ được, từ những tàn tích còn sót lại, cơ quan điều tra vẫn tìm ra manh mối quan trọng vạch mặt tội ác của hắn. Từ dòng thư thu được, công an nhận định đó là nét chữ do một người Hàn Quốc viết ra. Nội dung cho thấy kẻ viết chữ và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau. Công an tiến hành rà soát chặt chẽ và phát hiện danh tính của nạn nhân là chị Đào Thị Huệ, sinh năm 1987, ở xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Thời điểm tử vong, chị Huệ đang là sinh viên năm thứ tư của khoa tiếng Hàn, trường Đại học Hà Nội. Chị Huệ thuê phòng trọ ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm. Qua điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, Công an thành phố Hà Nội xác định kẻ có quan hệ tình cảm với chị Huệ là Kim Ki-yong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê Huệ dạy tiếng Việt. Từ chứng cứ có được, vào chiều ngày 8 tháng 9 năm 2008, Công an thành phố Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Kim Ki-yong, sinh năm 1982, quê ở Jeolla, Bukdo, Kimji, Hàn Quốc, thuê trọ tại nhà 8/A4, khu tập thể trường Đại học Hà Nội về hành vi giết người. Với sự tinh danh của mình, ban đầu Jong không nhận tội mà còn đưa ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi được, hắn phải cúi đầu nhận tội. Jong khai trước khi bị bắt, hắn đã tính rất kỹ những câu trả lời khi bạn bè Huệ và Công an Việt Nam hỏi. Song những chứng cứ quá rõ ràng đã buộc hắn phải cúi đầu nhận tội. Jong khai cuối tháng 4 năm 2008, hắn được người quen giới thiệu và thuê Huệ dạy tiếng Việt. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi và nảy sinh tình cảm. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, Huệ đến phòng của Jong. Sau khi ân ái, trong lúc trò chuyện, Huệ buột miệng nói về quan hệ tình cảm của mình với một người đàn ông trước đó. Chuyện đó đã khiến cho gã tình nhân người Hàn Quốc vô cùng tức giận. Từ đó hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã to tiếng. Khi Huệ đi vào nhà vệ sinh, Jong đã đẩy cô ngã xuống nền gạch rồi nhảy lên bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Tiếp đó, Jong nghĩ đến chuyện phi tang thi thể nạn nhân. Hắn nhét nạn nhân vào trong vali rồi mua 2,5 lít xăng, thuê xe taxi chạy về khu vực Trung Hoa để đốt xác nạn nhân. Song không ngờ được, dù đã tỉ mỉ vạch kế hoạch, nhưng vẫn để lại manh mối cho cơ quan điều tra. Jong sa lưới sau 4 ngày gây án. Liên quan đến vụ án, ngày 25 tháng 9 năm 2009, Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội mở phiên phúc thẩm xử lại vụ án Kim Ri-yong giết người, đốt xác một nữ gia sư người Việt, gây xôn xao dư luận vào hồi tháng 9 năm 2008. Kim Ri-yong đã phải nhận án cao nhất cho tội ác của mình. Diễn biến phiên tòa xử có xảy ra nhiều tranh cãi với nhiều tình tiết mới trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử và luật sư đều cho rằng hành vi giết người của bị cáo là vô cùng dã man, cố ý thực hiện đến cùng. Tại phiên tòa, Kim Ri-yong thừa nhận hành vi giết người, động cơ là vì ghen tuông. Kim khai khi đang ân ái, cô bạn gái lại kể chuyện về người yêu cũ, dẫn đến cãi nhau. Khi Huệ đi từ phòng vệ sinh ra, Kim dùng tay đẩy mạnh vào ngực làm cô gái ngã ngửa ra sàn. Kim tiếp tục nhảy lên người, bóp cổ cô gái khoảng 5 phút. Khi thấy nạn nhân đã chết, gã tính cách phi tang. Chủ tọa phiên tòa xoáy sâu vào tình tiết bị cáo tìm cách cho xác nạn nhân vào vali. Kim lắp bắp qua lời phiên dịch. Không biết để làm gì, lúc đó không nghĩ gì. Tiếp tục bị truy về việc vận chuyển chiếc vali giấu xác tới đường Hoàng Minh Giám, bị cáo đáp rành rọt để đốt xác. Về lý do của hành động dã man đó, sát nhân bật khóc thành tiếng. Bị cáo cố gắng diễn tả cảm giác không chịu nổi khi nghe Huệ đề cập chuyện chia tay vì không muốn bỏ người yêu cũ. Tội ác được biện minh bằng tình yêu. Kim cho rằng hai người yêu nhau và đã hứa hẹn đi tới hôn nhân. Tôi sai từ lúc đẩy ngã Huệ, lúc đốt cháy rồi mới lấy lại tinh thần. Tôi làm không đúng với người con gái tôi yêu. Sát nhân bưng mặt khóc, trình bày. Giết người yêu xong gần như phát điên, ở nhà liền 3 ngày, không nhớ, không sợ hãi. Phiên tòa diễn ra trong những ngày cuối cùng của năm. Gia đình nạn nhân đến tòa với màu tang trắng cho cái chết ai oán của cô con gái nhỏ. Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất. Tuy nhiên, xét Kim Ri-yong lần đầu phạm tội, thân nhân tốt, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường khoản tiền trên 52 triệu đồng cho phía bị hại. Tòa đã cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Kim Ri-yong nhận án tù chung thân về tội giết người. Kẻ thủ ác cũng đã phải chịu bản án cao nhất của pháp luật. Thế nhưng có lẽ nỗi đau của gia đình nạn nhân sẽ khó lòng có thể nguôi ngoai khi mất đi người con gái bé bỏng. Vụ án trên cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Khi xảy ra mâu thuẫn, cần hết sức bình tĩnh để xử lý vấn đề. Đừng để những lúc nóng giận tức thời biến cuộc đời mình trở thành những chuỗi ngày bi kịch. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về.
Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng, dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai từ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.